Ok, chúng ta sửa cái middleware ở trong Root Service Provider. Bây giờ nhắc lại một lần nữa là chúng ta Ctrl P, tìm một file nhanh nhất ở trong cái Sublimtext thì chúng ta Ctrl P, gõ ra Root Service Provider thì nó sẽ ra, chúng ta Enter vào thì nó sẽ vào file này, chúng ta kéo dưới cùng và xuống Map Dashboard Root thì chúng ta sẽ thêm sửa cái middleware là auth, từ web thành auth. Được chưa? Sau đó là vào ra website và chạy thôi. Localhost 8000 dashboard. Thấy chưa? Hết nẻ rồi. Chắc chắn là ông thừa phần seed đỏ nào đấy thì nên nó vẫn chạy được. Chắc thêm một seed đỏ rồi, nhìn là thấy là dư một seed đỏ rồi. Được chưa? Tải về và chạy đi. Chứ các bạn cũng không trò được. Nếu không thì để đến cuối giờ mình sẽ support cho. Xong chưa? Được, à đủ. Rồi. Cái này nó sẽ sinh ra khi mà chúng ta không có cái root nào là login. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái root tên là login. Tạo ra ở đâu? Các bạn mở file web.php ra. Nằm ở root web. Trong này chúng ta sẽ có một cái root. Tạo ra một cái root 2.2. Get login. Login. Trong này thì chúng ta sẽ tạo tiến hành là viết function luôn đi. Cái này thì tùy các bạn có thể đẩy về một cái controller nào đấy cũng được. Chúng tạo ra cái get login, sau đó là return ra cái view. View này là view login chấm view là view admin login. Đặt trong admin login. Bởi vì thường thường những cái view login của chúng ta nó cũng không có gì phải truyền ra ngoài cả. Chúng ta sinh thẳng vào view luôn. Chúng ta đặt cho nó một cái name. Login. Được chưa? Tiếp theo thì bởi vì đấy nó sinh ra admin login nhưng mà chúng ta chưa hề có cái login blade đúng không? Không thì chúng ta sẽ thêm cái auth vào đây nữa để cho nó phân chia thư mục cho nó dễ dàng ra.
admin, auth, login. Thì trong phần admin này mới có category đúng không? Chúng ta tạo thêm một thư mục mới là auth. Trong auth này chúng ta tạo ra file là login.blade.php. login.blade.php. Đây, nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Không như được. Tin nhỏ. Rồi, giỏi thế. Rồi, bây giờ chúng ta lại mở cái admin LTE ra. Download admin LTE này trong phần page kiểu gì nó cũng page là page login. Example đây này. Nhìn thấy page login không? Chúng ta chạy thử cái biết. Đấy, cái page login của nó sẽ trông như này đúng không? Thì chúng ta làm một việc vô cùng quen thuộc. Mở thằng này ra và copy toàn bộ cái nội dung ở phía trong. Supplementate. Copy và paste thẳng vào trong cái login này, paste thẳng vào trong cái login blade của các bạn này. Bởi vì cái login của chúng ta thường thường nó sẽ không có cái layout nào cả, của mình nó một cõi trời mà, nên chúng ta không cần phải làm cái gì nhiều. Sau đó cái việc còn lại của chúng ta là update lại cái những cái style, những cái style trong này của nó, và xong nó cũng không có quá nhiều, ví dụ bootstrap này, bootstrap không awesome này. Xong đến đây chưa? Các bạn mở cái thư mục là admin LTE ra nhá, xong rồi vào page nhá, vào page, vào example, vào nó sẽ có cái trang là login.html đấy. À, có tất, có hết. Ở đây chúng ta có đổi lại cái này thì đổi. T3H1610E login. Không nhớ. Chúng ta đi mở cái layout cũ ra, mình mở cái layout admin ra, chúng ta xem cái đoạn bootstrap là cái đoạn nào, chúng ta copy paste ra cho nó nhanh. Đây bootstrap min này đúng không? Paste sang này. Không awesome này. Đây không awesome chúng ta có rồi đúng không? Bởi vì chúng ta đã có những cái tài nguyên này rồi, có những cái đường dẫn này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc là paste phát sang là xong. Gì ạ? Copy này, paste này. Tiếp theo là ion icon. Đấy, ion icon đúng không? Đây là cái này. Cứ paste sang thôi, chúng ta có phải làm gì nhiều đâu. Rồi cái admin LTE admin. Đây chúng ta cũng có luôn, lại copy sang.
những cái file CSS nào chung thì tương sang thôi. Đấy, đây có plugin Square Blue này. Đây. Gì đây? Plugin iCheck Square Blue. Plugin iCheck. Cái này là Flask. Chúng ta sẽ có thể sửa sang bên kia, chúng ta sửa thành là Square. Xóa cái dòng ở trên này đi. Ở phía dưới này chúng ta có jQuery đúng không? Ở dưới của admin chúng ta chắc chắn cũng có thằng jQuery. jQuery. Đây rồi, jQuery 2.2.3. Copy paste vào đây. Bootstrap min. Bootstrap đâu nhỉ? Đây rồi. Bootstrap min gì ấy. Copy sang. I check min gì ấy. Rồi mình sẽ đẩy lên nhá, mình đẩy lên trên GitHub nhá, chúng ta tải về cho nó nhanh, copy cho nó nhanh. Xong rồi. Chúng ta có thể test cái login của mình. Chắc là nó chỉ còn bị lỗi ảnh thôi. Thậm chí ảnh không lỗi luôn. Đây là cái trang login của chúng ta. Các bạn lên GitHub của mình. Nó đã có cái trang login rồi đấy. Chúng ta copy cái trang đấy về thôi. Vào resource này, vào view này, admin này, auth, login blade. Các bạn copy cái trang này về, mình đã sửa lại xong hết rồi. Chúng ta sửa lấy về và dùng.
nhá. Check lại xem xong trang login chưa. Đây là cái giao diện của chúng ta cuối cùng nó sẽ ra như này. Trang login của mình đây. Nhánh so sánh hoặc là sử dụng code ở nhánh master thôi. Thực ra là cái để tôi về đi xem lại cái cơ chế làm việc của thằng Git này. Nhưng mà đây là trong trường hợp ông muốn giữ code cả code của ông với code của tôi à? Thì chỉ dùng commit hết code của mình lên xong rồi pull code từ nhánh master về nhánh master lúc nào cần dùng thì dùng sao? Mật vào ấy. Thế vậy thì cứ mật bình thường. Mật như bình thường, nếu mà vừa rồi mật bị conflict thì mình có thể giữ lại đoạn nào, bỏ đoạn nào được mà. Ra này chưa? Quyết. Ra chưa? Chưa. Báo gì? Thank you.
câu lệnh là xong project rồi. Có cái gì nhiều đâu. Không nhá, đến đây chưa? Chúng ta không đăng nhập bằng Facebook, không đăng nhập bằng Google. Chúng ta tương mấy cái phần này đi, bỏ đi. Đúng không? Xong đến đây chưa nhỉ? Tiến được chưa? Còn ai chưa được không? Việt Anh, Vân Anh được chưa? Em chưa được. Thằng Huy này thì kệ, cái tội đi muộn cho nó chết. Rồi, chúng ta tìm cái app Facebook, cái phần O này chúng ta quăng nó đi. Đây này, cái đoạn social off chúng ta bỏ đi hoặc là các bạn comment nó vào. Tùy, nhưng tôi quăng nó đi luôn. Còn social đây này, cái deep social ấy, deep social off link này. Thì cả cái deep đấy quăng đi. Đây này, social off link chúng ta không dùng nó, chúng ta quăng nó đi, giữ làm gì đâu mà. Bây giờ chúng ta ra ngoài chúng ta refresh thì nó sẽ chỉ còn như này đúng không? Kệ mày, code đẩy rồi. Được chưa? Cái deep social off link ấy, ở phía trên cái deep mà ở phía trên cái I forgot my password ấy. Được chưa? Mấy cái login bằng Facebook rồi login bằng Google ấy, bỏ nó đi, chúng ta không dùng những cái đấy. Xong chưa? Chúng ta ở trên này chúng ta sẽ có cái action. Cái gì vậy? Action này chúng ta sẽ có cái root. Root trỏ về login đúng không? Trỏ về login method là post. Xong này sẽ có một cái email. Đúng không? Một cái email thì chúng ta sẽ có thêm cái name của nó nữa. Name bằng email. Và chúng ta sẽ có cái name của password nữa. Name của password nữa. Sau đó cuối cùng là cái input. Cái button type bằng submit. Chúng ta có cái nút sign in. Thế là xong. Hết phim. Hết cái giao diện này. Có sửa cái action này, sửa cái name cho thằng email, sửa cái name cho thằng password, thế là xong. Bây giờ xóa cái phần login bằng Google, login bằng Facebook đi.
chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá, tôi sẽ đi rất là chậm và tôi chờ chúng ta xong rồi tôi mới đi tiếp. Được chưa? Ở đây chúng ta phải điền email vào, điền password vào đúng không? Tất nhiên đến phần này chúng ta sẽ lại có cái phần request hoặc là validate cho cái thằng email. Đúng không? Email phải require, nó phải là dạng email. Ít ra là như vậy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đẩy lên cái URL là root nhưng mà với cái method là post. Ở phía trên này các bạn thấy không, nó còn có cái logo ấy, cái chữ logo ở đây chúng ta sẽ sửa lại nó thành là T3H1610E admin và login. URL này chúng ta sẽ sửa lại cho nó, cho để cho nó trở thành về cái root sửa như này. Để khi mà bấm vào đấy thì nó sẽ trở, nó back về cái trang chủ của chúng ta. Xếp xuống và chúng ta ra ngoài này, chúng ta test. Ôi giời ơi, tôi xem lại cái root kia là cái gì nào. Web này, tôi còn chưa đặt tên cơ. Name, homepage. Nó sửa nó thành homepage nhá. Cho nó về homepage. Còn đỡ báo lỗi. Đấy. T3H1610 login. Khi mà bấm vào nó sẽ về homepage, về trang chủ của chúng ta. Còn không thì nó sẽ như này, trông như này. Đây phần này. Sửa text. Hoặc là bỏ T3H đi cũng được, tùy chúng ta như nào cũng được. Xong chưa? Xong chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ về cái phần web này. Web này bây giờ chúng ta phải có một cái root dạng post để hứng cái dữ liệu từ form gửi lên đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có là cái root 2.post 2.post login. Và mình sẽ đẩy về là, để tôi ngó xem có cái controller nào nó hay hay không. Đây rồi, có thằng hot bây giờ là auth sược login controller, hàm là hàm post login chấm phẩy. Không ghi post thì ghi gì? Ghi gì? Ghi gì? Ghi vào nó có mục đích gì? Hai thằng này có cùng URL không? Có cùng thì một thằng này chứ mấy. Nó chỉ khác nhau ở cái method thôi còn gì nữa. Liên quan quái gì đâu. Được chưa? Không làm những việc thừa thãi đấy. Xong chưa? Bây giờ chúng ta Ctrl P vào Login Controller. Và Login Controller chúng ta sẽ có cái Public Function Post login. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng là cái, tôi sẽ hướng dẫn lại chúng ta cái cách sử dụng là cái request. Thì được đến đây chưa? Xong đi, tranh thủ cái comment.
nhá. Chúng ta mở cái command line lên. CD vào trong cái project của mình. PHP artisan make cho to lên nhá. Đủ nhục đủ nhìn nhỉ. PHP artisan make gì? Request login request. Được chưa? Chạy cái PHP artisan make request, chạy về tạo ra login request. Nhớ viết đúng chính tả cho tôi. Tôi sợ mấy cái chính tả của các bạn lắm. Thằng Huy này cũng hay viết sai chính tả. Nhìn mặt ông tôi nghi lắm. Được chưa? Rồi, sau đó lại Ctrl P mở ra login request. Trong này chúng ta có phần rule đúng không? Được chưa? Rule này thì chúng ta sẽ có là email, fill email. Fill email thì sao? Sẽ validate về require và validate về cái gì? Email. Nó phải đúng định dạng email cơ thì mới nhận. Được chưa? Tôi sẽ không config lại cái message nữa. Chỉ cần đến thế này thôi. Được chưa nhỉ? Thích thì các bạn thêm cho tôi cái password nữa. Và liên càng chặt càng tốt. Password là require. Có đứa nào về đọc lại cái validate đấy. Nhìn mặt của này là không thấy đọc. Đô có đọc không? Hả? Đọc? Được. Tôi tin không? Đâu, tôi thấy request khó mà. Tôi thấy request khó hơn cả controller. Rồi khó hơn cả model view. Được chưa? Thử nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có cái app HTTP request và trỏ đến cái login request đúng không? Thì chúng ta sẽ mở lại login controller để sử dụng cái request kia, chúng ta phải use nó. Use app sược login request chấm phẩy. Xong chưa? Copy cái namespace, xong copy cái tên class. Sửa phát nó xong. Xếp xuống vào trong cái post login này chúng ta sẽ sử dụng cái đấy. Đặt nó thành biến request. Và chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng cái use thêm một cái nữa. Use thêm cho tôi một cái nữa. À đây, à không phải. HTTP controller off. Rồi. Rồi thì tôi vào cái tài liệu của Laravel. Laravel.com doc authentication.
Tôi xem lại cái namespace của thằng Ort đây mà. Đây rồi. Đây rồi. Lord. L là viết tắt của từ Laravel. Các bạn có thể đặt tên một cái thư viện nào bằng cách giờ sử dụng cái use và s một cái đoạn text nào đấy khác. Copy. Xong rồi sau đấy ở phía dưới này chúng ta sẽ sử dụng là cái LOAD này, là if cái LOAD này hai chấm attempt đây attempt. Chúng ta thay cái này thành LOAD. Bởi vì nếu mà để sử dụng cái odd không á, thì ở phía trên thì chúng ta đã có một cái namespace tên là odd rồi. Bây giờ nếu mà dùng lại thì nó sẽ bị lỗi. Lỗi nó không hiểu là cần phải sử dụng cái odd nào, thì chúng ta phải đổi tên một cái đi. Đây thôi, cái namespace của nó này, bản thân cái namespace của nó là odd rồi này. À có phải đúng nhỉ? Làm gì có thằng nào use đâu. À ok, chúng ta có thể bỏ cái này đi. Tôi nhầm, xin lỗi các bạn, tôi nhầm. Đây là cái namespace của cái thằng controller này. Còn chúng ta, cái odd này nó không bị trùng tên. Thì chúng ta chỉ là paracase odd thôi. Sau đó ở dưới thì chúng ta có thể là sử dụng cái odd này hai chấm attempt email bằng bằng cái request trỏ đến input email phải password bằng request trỏ đến input password. Nếu mà login thành công thì đưa về redirect về cái root dashboard. Còn không return về login. Chúng ta có thể là truyền thêm một cái biến. Có thể truyền thêm một cái biến là msg. Nó sẽ bằng là wrong username sorry, password. Thế này. Thì là cái trang login thì chúng ta phải có thêm một cái optional message này nữa. Cái đoạn odd attempt này này, cái hàm này nó là cái hàm check authenticate info with db
Nếu mà authenticate thành công thì nó sẽ tự động auto create session và với cái data auth2.user đóng mở ngoặc như này là nó sẽ lấy thông tin của người dùng đã đăng nhập ra. Không nhớ cháu đấy vào trong tài liệu mà có chứ đừng gõ lại sai đấy. Đây này, vào trong cái đây này, vào ngay cái đoạn là menu authenticating user này. Ông search cho tôi cái từ là attempt, mở ngoặc cái là ra ngay. Search cái từ này. Thấy không? Copy cái đoạn này là xong. Đây, copy cái đoạn này này. Quẹt vào. Tôi bảo rồi, đi làm thì tốt nhất là những cái từ nào nó dài quá, nó khó quá thì copy đi. Chứ đừng có dại dột mà ngồi gõ lại. Sai bét tại là nhà rồi đấy. Xong chưa? Đến đây chưa? Đến đây rồi thì update tiếp cho tôi cái này. Bởi vì các bạn nhìn này, ở cái khi mà trong trường hợp mà chúng ta attempt mà fail ấy, tức là chúng ta login không thành công với thông tin là email và password nhập vào mà chúng ta attempt không thành công, tức là chúng ta đăng nhập không thành công. Cái user này không tồn tại trong cơ sở dữ liệu chẳng hạn. Thì chúng ta đưa về root với cái một cái message là wrong username và password đúng không? Thì như vậy là cái root là login này nó phải có thể là nhận được một cái biến là cái biến message. Đúng không? Mà trong trường hợp ở ban đầu chúng ta cái root này của chúng ta nó không nhận cái tham số nào cả. Đúng chưa? Thì chúng ta phải thêm cho nó một cái tham số vào đây là msg hỏi chấm. Cho nó trong này chúng ta cũng nhận cái biến msg bằng null. Và chúng ta phải truyền compact cái biến null này ra ngoài. msg. Ra ngoài kia chúng ta sẽ hiển thị cái giá trị của nó. Nếu nó bằng null thì thôi không hiển thị. Mà nếu nó khác null thì chúng ta sẽ hiển thị với text bằng danger. Ừ? Không cần truyền là sao? Không có hỏi chấm này à? Ông có cách nào không? Cách gì? Flash. Tạo ra flash session như này. Đi nào không? Như nào đâu đọc được nào, hay đấy, cái này tôi cũng chưa để ý. Rồi đâu root chờ tí copy cái này đúng không, cắt đây đúng không, chờ tí nhá. Rồi mũi tên width rồi msg phải
mỗi giờ thôi. Này đúng không? Rồi ok, bên root kia thì xử lý nào? Ồ. Bỏ này đi đúng không? Bây giờ tôi sẽ vào trong này. Nếu ví dụ tôi muốn đặt ở lên trên deep này đúng không? If từ từ chờ tôi tí nhá, gõ cái này khó chịu. Syntax này BP rồi, nó có cái blade view rồi không nhá. Chả biết cái cú pháp này nó ở đâu. Ok, if này reset MSG. Có gì? Thải lại trôn anh em rồi. Đây, 2.2. Get. Này, string à? Đấy à? Nào. Để tôi check nhá, chờ tí. Thằng này phá đám quá. Redirect. HTTP redirect này. With input with class session data đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Cái thằng Việt Anh này phá đám thì đừng hỏi luôn, biết thì không biết hết. Đây gì? Thôi để thế này được. Thôi thì khoảng là chúng ta chuyển thành spa. Rồi, như thế này. Tôi sẽ đẩy lên cho chúng ta nhá. Thì chúng ta lưu ý cho tôi là ở trong cái controller này, khi mà chúng ta redirect về một cái route nào đấy, chúng ta có thể là tạo ra một cái flash session. Cái này tôi chưa muốn nói đến, nhưng mà thằng của nó lôi ra tôi lại phải nói. Cái flash session ấy là một cái session tồn tại chỉ duy nhất, có nghĩa là nó redirect đi ở cái màn hình tiếp theo nhá, ở cái nơi xử lý tiếp theo nó được sử dụng, nhưng mà sau nữa cái có nghĩa là đến ở cái action đầu tiên là post login này. Bây giờ tôi redirect về cái login con cái root login đúng không? Thì tại cái root login đấy, cái session này, cái session tên là message này nó có tồn tại. Nhưng mà sang đến cái action thứ ba, tức là từ login đẩy sang một chỗ nào khác, thì nó sẽ tự động nó xóa cái session message này đi. Đấy người ta gọi là flat session. Được chưa? Nếu mà nói bây giờ các bạn sẽ chưa hiểu, tôi chỉ giải thích cái tác dụng chung thôi. Mình cũng không nhớ được cái này. Bây giờ nó nhắc mới nhớ. Và ở trong cái màn hình login này, chúng ta có thể sử dụng bằng cách là if cái session MSG có, thì chúng ta sẽ hiển thị ra dạng span và enif. Này thôi. Ngoài ra chúng ta update luôn cái việc authenticate, cái việc validate của thằng email cũng như là thằng password kia. Đây, tôi copy luôn thằng này, tôi paste sang đây cho nó nhanh. Ví dụ như email, ngay dưới email tôi sẽ paste ra cái này là error cho email hiển thị ra. Dưới này là cho password. Xong, tôi đẩy lên nhá, tôi test và tôi đẩy lên. Refresh này. Gì ạ? Gì ạ? Virus à?
Ok, để tí nữa tôi check lại. Mà nhảy ra cái nước coi. Rồi. Bây giờ tôi không điền cái gì. Tôi submit lên. Úi giời ơi, verify CFRS token. Ở đây mình sẽ thêm một cái nữa. CFRS gạch dưới token. Nó mở ngoặc. Gì? File. À đúng rồi, fill. Đây là lần thứ 3 ông hỏi rồi nhá. Buổi trước cũng hỏi, buổi này cũng hỏi, buổi trước nữa cũng hỏi. Buổi trước nữa vừa mới dậy lần đầu tiên cũng hỏi rồi. Giải thích một lần rồi. Buổi hôm qua giải thích là lần buổi hôm trước giải thích là lần thứ 2 rồi. Đến cuối giờ tôi trả lời không? Rồi, chúng ta không điền cái gì vào đây. Submit lên. This action is unauthorized. Là như nào? Là như nào? Cái lỗi này lần đầu tiên mình gặp à? Chúng ta check ở đây đã nhé. Guess this middleware get except logout. Oh, chờ đôi chút để tôi check cái thằng này. Có vẻ cũng nhiều người gặp. Máy mình bị hack cái sao ấy. Nó cứ ra cái gì ấy. Chắc là vào rồi. Để lại nhá. Mà vào được đây thì cũng giỏi ấy. Từ từ để tôi xem lại cái login request. Return cái này đúng không nhỉ? Đúng rồi, return cái này thôi mà. Ở đây là return true này. Đây là return false này. Chạy lại. Được chưa? The email field is required. The password field is required. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ để cái này là ví dụ thiện DH, nó không phải định dạng email. Password là 123456. Sign. À còng, cái này nó đang là validate của sử dụng cái gì có biết không? Của HTML5. Tôi không muốn sử dụng cái này thì tôi sẽ có một cái hành động là ở trong cái form này này. Chúng ta sẽ no validate. No validate mới đi được. Sign. Yeah. The email must be a valid email address. Được chưa nhỉ? Thì ở đây tôi sẽ điền email chuẩn. Nhưng mà pass sai. Thì là... Tôi xem lại cái database nó gồm cái gì. Username là thiện.th admin@1610.com này. Pass chắc là 123456. Được chưa? Pass qua, tức là nó dạng email rồi. Và password có rồi thì pass qua nó chạy vào trong được cái login controller. Thì nó đang dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây. Và bây giờ tôi check lại một lần nữa xem cái DB của tôi, cái password của tôi nó có đúng không. Thì tôi xem trong user role. Password là secret cơ, yên tâm không đúng được. Secret. Thấy không? Wrong username, password. Thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì ở đây. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi điền trùng đúng nhá. Cái gì nhỉ? admin@1610.com, pass là secret.
UAP. Rồi về login. Read. Nó đang về home. Auth service. Root service à? Không phải. Phần tôi vừa code là nằm trong login controller gì? Không có nhìn thấy tôi đưa đẩy về dashboard đi không? Đâu? À. Login lại. Secret. Gì ta? 30. Sao lại không về được cái này nhỉ? Pass error expect. Chỉ có được về dashboard thôi. Vẫn về home. Các bạn chờ tôi tí nhá. Check lại phát nữa nè. Sao vẫn về hôm nhỉ? Hơi cay đấy. Login pass này. Bình thường tôi chỉ sửa trong này phát là được mà. Mình làm sai ở đâu đấy? Sai. Vẫn về hôm. Ừ, hay nhỉ. Sau khi auth check xong thì redirect về home này, đây là cái gì đây? Auth get. Auth clear. Dashboard này, login này, post, get. Ok, thử phát nữa xem nào. Hơi bị dị. Ơ, sao nó vẫn cứ về home nhỉ? Chờ gì nhá. File này, internet. Home stack này.
register controller. Cái này nằm ở đâu? HTTP controller auth register controller để về home. Chắc là không phải chứ. Đâu nữa này, reset password. Redirect if authenticate. Mình nghi là ở đây lắm. Sai path. Giờ tèo luôn ạ. À. Welcome late này. Nó chỉ có mấy trong mấy cái file kia thôi mà. Check lại một tí. Get home controller index. Home. Chả hiểu nằm đâu nữa. Register. Login controller ready. Direct. Yes, login. Không phải đây. Protected login controller. Tôi đâm lại cái này thì nhá. Chạy lại server. Chờ tí để tôi check lại xem. DD ra cái 123 sau, nếu mà nó pass qua được cái này chúng ta sẽ DB về 123. Còn không thì là nó sẽ redirect về home login đúng không? Login này. Nếu mà admin @1610.com pass là secret. Login. Nó về đây luôn ạ. Tức là nó không vào item. Nó không ít item. Hả? Con này là ảo rồi. Nó không vào login controller luôn ấy. Quái thật. Để tôi xem lại nó lỗi ở đâu à. Chắc chắn là không phải ở đây. Web này chắc cũng không phải nốt. Thử nhá. Chả có gì ở podcast giống nhau. Giống nhau hay khác nhau không liên quan. Không. Nó sẽ phụ thuộc đây nhá, login này. Trừ post nhá. Giờ tôi đổi luôn sang cái này được cái gì? Rồi ok, thì đặt name login.post này gì? Được chưa? Này tôi để nguyên, có vấn đề gì không? Rồi nhá. Login blade root và login post. Xong chưa? Đã có ảnh hưởng. Hello. Đây, rồi, rồi, rồi.
localhost 8000 này. Xong rồi sửa login này. Sáu một không secret sign nó vẫn cứ về home. Thế tôi đang thắc mắc đây, không hiểu vì sao nó lại bị đổ đốn như vậy. Login request này, login controller này, login controller này. Bảo là đúng mà lại. Được chưa? Đẩy lên không vấn đề gì cả. Chẳng qua là vào post controller, post login này nó có vấn đề gì đấy tôi cũng không rõ. Guest này, middleware guest accept logout. À hình như do thằng này. Đây rồi. Tất có nghĩa là cái hàm này này là tất cả đều được, à tất cả đều được guest thì được vào, trừ thằng logout ra, logout bắt buộc phải login mới vào được. Thì chắc chắn là không phải nó rồi. Một hai ba nhá, một hai ba tức là nó vào đây rồi này, được chưa? Bây giờ chúng ta nếu mà pass qua đây nữa thì là xong, nhưng mà nó đang bị, nó sẽ không qua được, được chưa? Wrong user password. Bây giờ mình sửa lại cái này, 1610 pass là secret sign in. Đấy, đẩy vào 123 này đúng không? 123 mình này có hai chấm user đóng mở ngoặc. Token mismatch. Đây, login thành công nhá. Bây giờ chỉ còn mỗi cái việc đẩy đi thôi, mà không đẩy được nữa thì thôi chứ. Ca này khó. Khả năng là do cái vừa sửa. Sao lại không về đây nhỉ? Đưa vào trong này được rồi nhá. Đưa vào trong này được rồi. Nhưng mà sao nó lại về dashboard? Về dashboard xong nó lại đẩy về login. Đây này, vấn đề của nó là ở đây này. Cái file là file admin này. Cái file là file dashboard.php. Các bạn chờ tôi một tí nhá, nó đang bị một chút trục trặc. Đây này, vào đây rồi này. Login nhá. Sign wrong username và password. Giờ mình lại đẩy hết về login. Sao nhỉ? Login. Cái gì? Đóng vào đây á? Có liên quan nào không? Không phải ở đấy mà nó ở chỗ khác.
Cho tôi tiện để tôi thử làm cái này phát ạ. Log out. Để tôi thử log out ra đã xem nào. Rồi, bây giờ mình login lại. Sao thế nhỉ? Nó không báo lỗi gì. Login thành công nhá. Đấy thông tin người dùng bình thường. Login thành công rồi nhưng mà nó đang bị là không redirect đi được. Về đây, không return như này được. Sao? Để tôi thử nốt phát này nào. Không đi được. Làm sao? Provider nào? Thế nào nhỉ? Root service provider. Đây hả? Thì đúng rồi. Attempt là đã nó đã có cái auth rồi, là pass qua cái auth rồi. Chứ còn sao nữa, thử nhá. Để tôi để lại cái web nhá. Tôi để lại web ở đây nhá. Ồ. Tức là sao? Để tôi check một phát đã. Dashboard này, tức là redirect được. Đấy không có vấn đề gì. Nhưng mà mình thử thêm một cái middleware. Auth. Thế này, ở đây xem. Vẫn chạy được. Là sao ta? Log out. Là chết luôn. Bây giờ login ngược lại. À. Chịu, ca này khó. Cực kỳ khó luôn. Ca này cực kỳ khó luôn. Không hiểu. Rồi thì tôi update cái này. Middleware. Đặt middleware ở đây thì được. Ờ. Cái này các bạn chưa được học nên các bạn sẽ chưa hiểu gì cả. Nhưng mà mình đang rất là lơ mơ trong bởi cái phần này. À nó luôn. À bọn này luôn. Không đỡ được.
middleware phải đặt ngoài này á. Chưa nghe bao giờ luôn. Root group này. Mình thử phát nhá. Dashboard bây giờ còn vào được không? Vẫn vào được bình thường, bây giờ mình log out ra. Login nào. Vào thử dashboard xem có vào được không. Chắc chắn là không vào được rồi. Bây giờ mình sẽ vào login. Login thì bây giờ là 1610. 1610. Pass là secret. Login vào thì nó mới vào được đây. Ảo thì đừng hỏi luôn ạ. Chịu. Ta này thì không thể mê được. Đây mình sẽ đẩy lên nhá. Và mình sẽ giải thích lại một lần nữa để cho chúng ta nắm được cái gì nó vừa làm. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm mà mình lần đầu tiên mình gặp được luôn. Quế có gặp này bao giờ? Làm chạy rất là bình thường đúng không? Không hiểu vì sao lần này làm kiểu gì lại gặp cái trò này. Ừ. Rồi ok, các bạn kéo về đi. Mình sẽ giải thích những cái thứ nó thay đổi đây.
giải thích này. Chúng ta giữ nguyên cái root service provider ở trong cái phần dashboard root này, chúng ta giữ nguyên cái middleware của nó là web nhá, chúng ta không thay đổi gì cả. Tiếp theo là chúng ta ở trong web PHP, ở trong dashboard.php, đây là những cái root để trong cái trang quản trị của mình đúng không? Thì chúng ta sẽ nhóm tất cả những cái thằng đợt trước chúng ta làm vào trong một cái group. Trong group thì chúng ta tạo ra một, chúng ta set cho nó một cái middleware là auth. Thấy chưa? Tức là để truy cập được vào những cái URL ở trong này thì trước hết nó phải đăng nhập đã. Thấy chưa? Ở đây nó mới chỉ check là đăng nhập đã, chưa phải lấy đến phân quyền, phân kiết gì cả. Thấy chưa? Đấy là một. Sau rồi sau đấy chúng ta sẽ là cái auth này này. Thì nó kiểm tra xem người dùng có session hay không. Nếu mà không có session thì đẩy ra trang login. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái ở trong web.php, chúng ta tạo ra cái trang là get login, đẩy ra cái view là admin auth login. Được chưa? Ở ngoài cái view này chúng ta vừa mới xây dựng rồi. Sau đó chúng ta sẽ khi mà submit cái post login sẽ đẩy lên trên là cái root post login, đẩy vào trong auth login controller post login. Được chưa? Thì chúng ta mở cái login controller ra. Thì ở trong cái login controller này chúng ta phải chú ý cho mình hai điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta có một cái là protected redirect to. Được chưa? Cái chỗ này là nó sẽ là cái chỗ để config, nếu mà chúng ta login thành công nó sẽ đẩy về đâu đấy. Trong trường hợp là cái login intent này không chạy được. Login intent này không chạy được thì nó sẽ chạy được kia. Và chúng ta có cái hàm là public function post login nhận cái login request, thì cái này nó là validate, thì chúng ta sẽ tiến hành config cái validate này ở trong cái thư mục là app request đâu nhỉ, đây app request login request, thì chúng ta sẽ bắt là email và require, email và password đều require, email có định dạng là email, nếu không nó sẽ trả về, nó sẽ đẩy ra, được chưa nhỉ. Sau đó thì chúng ta có tiếp tục cái login controller. Login controller. Thì chúng ta sử dụng cái thư viện là auth. Được chưa? Sử dụng cái thư viện auth của thằng Laravel cung cấp, và chúng ta sử dụng cái auth 2.2.attem. Attem ở đây các bạn để ý này, nó là một cái array, các bạn thấy không? Là một cái array như này chúng ta có thể rất là dễ mở rộng. Ví dụ chúng ta muốn là mở rộng ra khi mà người ta đăng nhập thì người ta vừa phải điền username, vừa phải điền email, vừa phải password chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có thể làm cách này. Bây giờ đây là một cái. Thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy auth attem của chúng ta đặt trong cái if đúng không? Thì bây giờ nếu mà trong trường hợp mà cái hệ thống của bạn cho phép vừa đang có thể đăng vẫn là một cái trường username đấy thôi, nhưng mà giống như Facebook nó có cho phép chúng ta là có thể điền username hoặc là điền số điện thoại hoặc là điền là email vào đúng không, thì nó đều có thể đăng nhập được, thì chúng ta làm thế nào? Rất đơn giản, if cái if đầu tiên là auth hai chấm là số điện thoại trở đến request input cái gì đấy, password truyền vào, hoặc gạch gạch auth hai chấm email trở đến request input lại như cũ, hoặc username tức là cái cột username trỏ đến dữ liệu truyền lên password. Yeah. Đấy là cách chúng ta có thể là đăng nhập vào nhiều cái loại, nhiều cái cột khác nhau. Đấy là cách giải quyết của chúng ta. Thì sau khi đăng nhập xong cái hàm auth attem này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái session. Là sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ có một cái user mặc định luôn, có user lấy user từ lấy thông tin của user từ cơ sở dữ liệu ra luôn. Thì bằng cách là chúng ta rất đơn giản thôi là auth 2.2.user, nó sẽ trả cho chúng ta toàn bộ thông tin của cái user đó. Đây là cái model, là model user của chúng ta. Xong đi nhỉ? Sau đó là chúng ta tiến hành là return redirect cái size của chúng ta đi. Còn nếu mà đăng nhập auth không thành công thì chúng ta return redirect cái login với một cái class session là msg. Thì về cái trang login kia chúng ta sử dụng cái là if session login blade thôi nhỉ. Đây, chúng ta có cái là if session msg, chính là cái tên with đúng không? Sau đó chúng ta có thể là echo ra cái session đó ở ngoài view như thế này để hiển thị xem là người ta có login thành công hay không. Đỡ phải dùng kênh nông dân của tôi. Được chưa nhỉ? Đấy là toàn bộ những cái gì mà chúng ta vừa mới trải qua. Thì các bạn ngồi ngâm thử lại một lần nữa xem có vấn đề
gì, không phải là dùng của nó đâu.
phải nhảy mấy cái thứ linh tinh. Xong chưa, thêm xong chưa?
nhiều đẩy ra được. Ông commit làm sao nhìn lên nhánh master, ông commit làm sao được lên nhánh master. Không code được. Có thể là ông xếp vào máy của ông, vô cờ của ông, nhưng làm sao ông đẩy code lên nhánh master. Commit, commit thôi. Bác sẽ deny ngay. Xong chưa? Xong rồi. Đây có cái gì đâu. Yeah.
khác là ông muốn làm cái gì? Ví dụ nhân sự. Hả? Thường thường thì cái tiêu chuẩn là cái này nó chỉ có tác dụng là so sánh. Giống như việc thì tôi đi bằng sân sự cũng vậy thôi, so sánh những cái đầu tiên là tìm cái email, tìm email trong cơ sở dữ liệu nhá, đúng không? Nếu mà có ra thì mình sẽ có cơ chế là verify giữa cái password truyền vào với cái đoạn page được mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Bên bên cung cấp sẵn cái hàm đấy rồi, thằng Laravel này sử dụng cái đấy và nó tạo ra cái session user, gọi cái session user mà hot hay chấm chấm user là xong và trả được chủ. Đấy là cái hàm con tem trả được đẳng không biết có cái gì đâu. Nghĩ đi về xem làm như nào. Làm này rất dễ thôi. Phần thêm mới người dùng sẽ là bài tập nhá. Buổi sau sẽ check vào trước. Nhá. À, chúng ta có muốn đổi lịch sang tối chủ nhật sang sáng thứ hai à, sang tối thứ hai không? Tối tối